Nếu quý vị có dịp về Sa Đéc Đồng Tháp trong những ngày này, quý vị sẽ được tận mắt thấy không khí rộn rã nhộn nhịp đã len vào từng ngõ ngách. Đây cũng là thời điểm hoa Tết tại làng hoa này rực rỡ nhất. Trong đó, những cánh đồng cúc mâm xôi bát ngát luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người bởi sắc vàng đặc trưng cũng như kiểu dáng bo tròn độc đáo của loài hoa này. Thông thường thì một chậu cúc mâm xôi có bề rộng chừng 5 đến 6 tấc. Năm nay thì làng hoa Sa Đéc trình làng một loại cúc mâm xôi khổng lồ, rộng gấp đôi, có chậu lên đến 1,2 m. Theo bà con cho biết thì thời điểm này cúc mâm xôi khổng lồ đã cháy hàng vì thương lái săn mua rất nhiều. Nhằm tạo ra sản phẩm mới lạ để cung ứng cho thị trường Tết, anh Trần Công Đức ở ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã trồng những chậu cúc mâm xôi khổng lồ. Vụ hoa Tết này, anh Đức trồng tổng số gần 6.000 giỏ hoa cúc mâm xôi. Những chậu thông thường giá bán từ 170.000 đến 180.000 đồng một cặp. Năm nay, lần đầu tiên anh Đức trồng thử nghiệm cúc mâm xôi trong chậu lớn. Mặt hoa rộng khoảng 9 tấc, giá bán 250.000 đồng một cặp. Đặc biệt, trong vườn còn có những chậu hoa có mặt hoa rộng 1m2. Các chậu hoa này giá bán lên đến 1 triệu đồng một cặp, nhưng đã được khách hàng mua hết.